sau khi chúng ta tạo ra các hạng mục cột tường sàn, nếu như bạn nào mà sồn sồn sang đòi bóc khối lượng luôn ấy, thì sẽ chưa thực hiện được đâu. Lý do cần phải là một thao tác là gán vật tư cho hạng mục nữa. Trong thẻ item catalogs tầng 06 này, các bạn chọn vào đối tượng cột. Sau khi chọn đối tượng này, cái hộp thoại, cái nút bấm về use resource, hạng mục này được gán vật tư nào sẽ được kích hoạt. Các bạn chọn vào đây và use existing master resource. Lý do chúng ta đã tạo ra cái danh mục vật tư sẵn rồi. Và ở đây chỉ có duy nhất là bê tông thôi, và tôi sẽ chọn cháu này là bê tông Mark 30. Done. Như vậy, hạng mục cột đã được sử dụng loại bê tông độ bền B30. Tương tự như vậy, tôi sẽ gán cho hạng mục tường này. Các bạn có thể chọn chuột phải và use existing material resource. Tôi cũng chọn là B30. Done. Và sau đó riêng đối tượng sàn, tôi sẽ chọn là bê tông Mark B35. Giả định là sàn sẽ có cấp độ bền cao hơn. Như vậy, sau khi tạo ra danh mục vật tư này, các hạng mục cần được bóc tách, chúng ta cần phải có một thao tác, đó là gán vật tư đó vào từng hạng mục. Như vậy mới sẵn sàng cho việc bóc tách khối lượng trong Navisworks Manage.